Sau vụ cô gái bị kẻ xấu đi theo, khống chế và sàm sỡ ngay tại nhà trọ, thì mới đây một nữ sinh lại bị quấy rối bằng một bức thư xin ngủ cùng của hàng xóm. Sau khi vụ việc xảy ra, nữ sinh đã trình báo lên công an quận Hoàng Mai. Ngay sau đó, người được cho là chủ nhân của bức thư đã được mời lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông đã phủ nhận, khẳng định mình không phải là người viết bức thư quấy rối đó. Nhiều người thường cho rằng hành vi quấy rối chỉ có thể bằng hành động, tuy nhiên quấy rối có thể được xác định bằng lời nói, thậm chí trong vụ việc dưới đây là bằng cách viết thư tay. Ngày 4 tháng 7, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ một cô gái tố bị người đàn ông quấy rối xảy ra tại phường lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý. Trước đó đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 6, cô gái trẻ DMP sinh năm 2001 là sinh viên ở nhà một mình, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm gọi cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông đã ném bức thư vào trong nhà. Bức thư này được cô gái đăng tải kèm với bài viết lên mạng xã hội. Trong thư, người đàn ông bày tỏ mong muốn được ngủ cùng em đêm nay. Bên cạnh đó, người đàn ông hướng dẫn cô gái, ok thì tắt đèn rồi bật sáng hai lần, không ok thì không sao, em chỉ biết vậy, không nên nói cho ai biết, anh chỉ dặn vậy thôi, em nên biết điều. Sau khi nhét thư, người đàn ông này hai lần quay lại ngôi nhà để gọi cửa, nhòm ngó vào bên trong. Vụ việc được camera giám sát của gia đình nữ sinh viên ghi lại. Sau đó, nữ sinh viên đã trình báo vụ việc lên công an phường. Nhận được tin báo, công an phường Đại Kim đã nhanh chóng vào cuộc. Công an phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera, xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin ngủ cùng là một người đàn ông. Sau đó, cơ quan công an cũng đã mời làm việc một số cá nhân liên quan, trong đó có người được cho là tác giả bức thư. Theo thông tin ban đầu, người này khoảng 80 tuổi và bước đầu phủ nhận việc gọi cửa, gửi thư cho cô gái trẻ. Ngoài ra, công an cũng đã tiến hành trưng cầu giám định chữ viết để tiến hành giải quyết sự việc theo quy định pháp luật. Sau khi trình báo, nữ sinh viên trong vụ việc đã rút đơn tố cáo, đồng ý hòa giải và tự nguyện gỡ bỏ những bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô gái này đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp giáo dục, răn đe người đàn ông trên. Khi bức thư được đăng tải, trên mạng xã hội xuất hiện hai luồng bình luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chưa xảy ra hành động trên thực tế, mới chỉ viết thư ném vào nhà và tỏ ra là người hóng chuyện khi có các bình luận trêu đùa về vụ việc. Một bộ phận khác, hầu hết là các bạn nữ cảm thấy khiếp sợ vì những vụ việc quấy rối xảy ra gần đây. Mặc dù nữ sinh đã rút đơn tố cáo, tuy nhiên hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra làm rõ, có hình thức răn đe phù hợp để không một bạn nữ nào gặp phải tình trạng tương tự.